và cô tới Tông. Nghi xuất hành, phá dỡ và rời đi nơi khác khai trường, ăn mù, hậu khí mù. Vậy mà thì cô phái cũng dám kiều chiến với hậu khí mù. Chắc chắn là cũng phải có chuẩn bị mà đến. Không phải sao? Nghe nói cái đoạn thời gian trước, Tên vận phái đã bị bọn họ đánh xấu lần rồi. Đến cả trường lão cũng bị đánh cho hồn mơ luôn rồi. Nhưng mà bạch tổng điện mình chúng ta cũng không phải là hồ giấy. Để cho tổng mình chú trời mù. Phải đã tới hơn năm mươi rồi. Ừ, ngã gia chủ cũng đã tới trời giúp cho hậu khi mù. Liệu thường đàn vừa ra thì giờ thế, ngã già quan toàn xứng với gia tộc địa nhất, dược tại. Ngã gia chủ lúc nào thì các người mới đâu giá chứ? Tổ thứ đàn kia thật sự là có thể cường hóa nhục thần, tăng lực lượng là sao? Tất cả mọi người đều là người thanh dương quận, có thể chiếu cố một chút hay không? Ngài gia chủ à, có thể hay không thì bán một viên liệu thường đàn ta nguyện ý ra. Ngài mỗi hôm nay không xin ý, chỉ là vì trợ y. Ngài gia chủ à, ngài có thể đến trợ y hào khí, mồm ta bông cách xin huy nha Người đâu? Cho ngã già chú thượng tòa. Không cần đâu. Ngài mũ có thể đứng đây. À, à được rồi. Ngài mũ chính là quân trưởng môn số một trợ quyền. Sao lại có thể cùng ngồi ngồi lần cùng một chỗ được chứ? Ồ, ngài lão địa à. Bên này có ta vừa vặn có phòng trống tới đi. Quân trưởng một một số hai trợ quyền không phải đến trời y cho ta hay sao? Sao đều không cùng hàng huyền với ta hay cụ? Quát trà phùng vần, ta tùy ý vào vàng chúng phải ngưỡng vào. Ừ, chỗ đó sao lại truyền đến âm nhạc vậy? Nghe không rõ đã hát cái gì nữa, nhưng cảm giác thì nhiều khiết suối trào. Quát trà phùng vần, ta không cần biết đến sâu này để chẳng lấy là ác ma âm linh kia chú luật trời chè Nghiêng trời lệch đất Ta định viết pháp luật cho bản thường ta Hoặc lão địa thực sự là mang theo cái âm ly thần kinh kia Trời người đầu mời mà, mau tới đây đem ta cột lên đi Sợ cái uh, mấy cái xét Ánh mắt Xói lấp khỏe hùng hãn Hoa bình này Ừ, không phải men trời mặt ta vui cầu Để tự hảo kim một toàn bộ thành viên đỡ phong ngạo mạng là bản tính quá hình thành lời nói và hành động mất nhà cái đó hút từng người vạn thế cự trọng tần minh trụ à thí cúp trình trình phái tờ tới đập phá quán đi ừ, thái độ này của trưởng môn thì có phái anh như có chút khẩn trường hà nhưng mà tám người đệ tử này của hắn ký tớ xác thực là bất phạm hoàn cổ tiêu nhì lại dám bất kính với tận mình chủ như thế phải để cho bọn trưởng môn đi giáo dục lại một chút Giời đau môn thân là trưởng môn đúng không chủ nhân còn chưa mơ miệng mà chó là dám lên tiên trước à không phục thì hãy kìm nén ôi ôi cha phế vật mấy ngày không gặp mà quân chân mồm, vẫn trước sâu như một à. càng rỡ tê tê nhất phẩm võ tông à Lần trước gặp hắn không phải là cậu phẩm vào đồ thôi sao? Thời gian hơn một tháng ngắn ngủi mà lại có thể biến thành võ tông ư? Ngày đó gặp nhau, bốn minh chủ đang dùng bản môn bi pháp áp chế từ vi. Để mà tích xúc, đột phá lực lượng võ tông, có muốn bị người lợi dụng chỗ sơ hở. Chèm ra, kỳ ngộ cũng không phải là có mỗi mình bốn tòa nhà. Thật đúng là coi thường vòi giả của thế giới này rồi. Nói như độ khó của phó bản đã tăng lên gấp bội. Bản tòa cũng phải vận dụng ác chu bài chân chính rồi. Tần mình chủ đột phá lên võ tông rồi. Ui mạnh quá đi. Quân Chu mô. Ngươi nhiều lần bất kính với lão phù. Hôm nay vừa hay mở miệng là muốn đánh cực kỳ vô lệ. Hôm nay lão phù sẽ dạy cho ngươi biết thế nào gọi là lễ độ. Là ngươi tự quy tự mình quỳ xuống hay là để đạo phù ép ngươi quỳ xuống à, phải dùng để con ác chú bài rồi quân chữ môn Lấy gặp mặt rồi ừ? ngài và chùa ta biết ông cô tức giận cái tên ngon cuồng này Bố anh chủ mời ngài lần sau lần này không cần phải ngài phải đự đồng tì tự ta sẽ giao huấn hắn Quân chứng môn chỉ là đưa đệ tử đến đây học hỏi, có sát một chút. Tôn minh chủ có lấy danh là Võ Tùng để chèn ép à? Thật là mất mặt Võ Tùng đó. Cái gì? Cảnh cáo đến phong Võ Sư. Cảnh cáo đến phong Võ Sư à? À quân chứng môn à, ta tự thành Hồ Dương đến đây đã trở giúp cậu. Còn mời các bán cứu của ta đến nữa Lâu hú ở trong tùng môn từng ngày qua, má vừng khen quân chung môn rất là nhiều. Hôm nay gặp được quá nhiên đúng là như vậy. Lâu vương đồng lầm của phái Thường Sơn. Vương đồng lâm một trong tứ đại trường lão của hết Thường Sơn phái. Đỉnh phong võ tụng. ngã với chủ là đến giúp một phái lục sụn này à. Ôi, còn có cả trưởng lão của Thường Sơn phái nữa Ngài và chủ à định đây chứ Tất cả các thứ đều là bản cũ của ngài <laughs> Vì đó làm câu nữa mày nó mặt Ngài mổ đã đưa cho hồng bao Dây cho ông ta đi Ngài là địa thật là không phúc hậu đó hả Như vậy mà Là xem ta như là Như không rồi Quân lão địa Hy vọng địa không chỉ một võ tôn như ta Ta cũng là đến đây để giúp địa Ừ? Tôn Minh Chủ à, ta đưa chúng địa tử đến đây với hào khí một môn một, một trận lần này. Người có thể đường đường chính chính ứng chiến một trận rồi đi. Để... Hả? Hậu khi mồm ta tiếp chiến, đệ tử chân truyền tiến lên. Người thứ nhất là nhật phẩm võ sư, à, thứ hai là đỉnh phong võ đồ, Tứ ba là câu phẩm vô đồ, Tứ tư là bác phẩm vô đồ. Môn phái này cũng mạnh thực sự đấy chứ. Thì có phải ta phái ra bảy đệ tử, đạo khi một người cũng phái ra bảy đệ tử. Bảy trận thắng, bảy trận mà thắng bốn thì xem như là thắng thế nào. Cứ như vậy đi, chúng ta đến nơi để luyện tập, nơi luyện tập để thi đấu. Sơn luyện tập của Hạo Khí Môn Hậu khi môn ta chú trọng nhất là thực chiến. Vì vậy, sân tập này xây dựng theo mô hình rừng núi. Có thể với môn phái nhỏ như là quân chữ môn, sẽ không thể tưởng tượng rằng cái cảnh sân tập đầu hà. <laughs> sân tập này cũng quy mô, cũng kính người thật đấy. Ừ, cũng sắp bằng cái chuồng ngựa của chúng ta rồi hà. Chúng ta cũng làm một cái đi. Được, được, ghi lại, ghi lại quân trưởng một khẩu khí cũng lưng lắm lần này chúng ta thế một điều kiện đi lần này nếu như hậu khi môn ta thắng thì phiền chủ môn ở lại nơi này quét chung ngựa một năm ừ, thú gì đấy điều kiện của bọn tòa là nếu như tầng minh chủ thua thì đến thiết cốt phái của nhà ta quét nhà sĩ một năm Được. nếu như ai không giữ lời thì chính là tinh cận bá giang hồ người người phì nhổ người người đuổi giết tám mươi tám ở chỗ Môn mà ta có ý kiến tân minh chủ quyết vào nhà sĩ thì ta sẽ càng khẳng không đi về xin được hạ ly phì tổ chức tâm lý của người còn phải được nâng cao rồi tên tiêu quỷ mồm này miệng bớn thiếu này tôn giả hết sức chiến vậy bỏ bộ hắn một trận đúng là sư đồ mà người tung người hứng thì vì à, đó là do họ oh, từ miệng của người mà ra cái phong vi cũng nói chuyện đi quá xa rồi đó vậy người đến đến trần đầu đi tôn giả bất phong võ đồ sở trường đánh còn chiến lúc nãy ngươi đất tội về mồn chủ ta sẽ khiến ngươi tức bại trong đầu khổ ta là lý phì ngũ phẩm võ đồ sở trường là đá bóng 88. Đệ tử thân truyền của hậu ký môn đều từng trải qua các loại lịch luyện gian khổ. Tôi rèn lên một thần gần cố. Ừ, không sai, nhất định là cái đám bất hữu tùng Gia mịn thịt mềm kia sẽ bị đánh bại trong nháy mắt thôi. Cái con gà ngụ phẩm hôm nay ta sẽ rụt gần bẻ cốt nhà ngươi. Xuất Phật, Má Trùng hử Nè, hắn lại ấp dụng đó bóng thịnh đó mặt người luôn kìa. Ui cha đầu má quá. Họ liệt Xoạt bóng. Hồn kịp, sao nó lại có thích linh hồn đến như vậy? Ừ. Bị kịp đà bóng. Bất hủ vô ảnh cước. Có nên đôi áo không nhỉ? Mà thôi, trong quần áo của hắn rách nát như vậy, ta cũng mặc không vô. Trong bóng đá, thì sau khi kết thúc trận đấu, thì các cầu thủ thường hay đổi áo cho nhau, Thế hiện sự tôn trọng. Trận thứ nhất, Lý Phi Thắng. Mặc dù tu vi chỉ là ngũ phẩm vòi đồ, nhưng tiết tử này lại có thể bộc phát ra lực đá mạnh như vậy. Không biết là quân tâm chủ đã huấn luyện như thế nào. Tôi nhất định đã dùng tố thị đàn, nếu không thì chỉ bằng ngũ võ ngũ phẩm vô đồ khó mà thắng được nó để tự hào khi môn mà lại là thắng tuyệt đối như vậy chắc chắn là tiêu tử ly phì này được bồi dưỡng huấn luyện đặc biệt rồi tôi vi tâm trí thật ít nhất cũng phải là cổ phẩm trở lên đồng vậy nhất định là như vậy rồi mà thiền quá hải lý mạnh thì đánh yếu chờ ta phái ra đệ tử mạnh hơn thì hắn chỉ cho kẻ yếu vào để làm tiêu hào lực giếng Ừ, Màn thiền hải ý nói là tung hoa mù để đối phó Đối phương không biết được ý đồ thật của mình Và khiến cho chúng buông lòng cảnh giác Sau đó thì giúp mình đã được mục đích Muốn chị liên ta Quá sai lầm Bốn minh chủ không phải là cái loài ngu Mà tắm hai lần trong một dòng sông đâu Quên tâm chủ Để cho công bằng trận tiếp theo Mới bắt khủ tông các người phải đệ tử ra trước Điện thật đến lưng ngươi quậy rồi đó Rõ lại là ngũ phẩm vào đồ. Ta không tin là người có thể bồi dưỡng ra tất cả đệ tử kiêu chiến vượt cấp được. Nhưng cũng không thể mất cảnh giác với hắn được. Hậu khí mù, đam dính hưng, hả? Ai chịu sóc cái gì? Cấu phẩm võ đồ, vừa sưng tên thì. Mặc dù chỉ là ngũ phẩm võ đồ, nhưng sức mạnh của người cũng không tệ. Có điều ta phải chấm dứt cái trận này ở đây rồi. Đã nhầu cấm nói chuyện nhiều. Đứa nào mà hay nói nhiều đều thua rất là nhanh. Vào trận không nói một câu nào. Mới là chân lý. Ta phản đối bất hữu tông vô sĩ. Thủ điện, thủ đoạn hàng hạ. Anh dám lên lén vào tuyệt thai vương. Ý. ừ. ý à. double kill bất hủ tông điền thực, thẳng ôi à, tức quá tân minh chùa chỉ còn có hai trận nữa thôi nhờ xí hay là chuồng chó Không biết tân minh chủ đã chọn sông hay chưa mới nhất rồi 88